Rồi, hello, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới tràn đầy năng lượng ha anh em. Rồi, bữa nay tiếp tục lên cho anh em tham khảo một cái lụp ha. Cái lụp này lụp quất nha anh em. Lụp quất ha. Quất làm một toàn bộ thủ công nha anh em. Đang lưới ha. Sẵn hết trơn ha anh em. Ok ha, tay cầm nè anh em nha. Ok, inox xịn nha anh em. Inox không xét ha. Inox này bao cho anh em dục ngày nắng ngày mưa cũng không xét ha anh em. Làm toàn bộ thủ công ha. Anh em coi cái mấy cái khe này nè ha. Đang thủ công nha anh em, đang thủ công anh em thấy khe nè ha. Khe này nó khít chứ không phải như mà hàng mà dập như hàng dập ngoài chợ ha anh em. Này đang thủ công ha. Cái khe này là nó em làm là nó không có cho cái con mồi của mình nó lú đầu ra anh em. Lú đầu ra khi mà nó đập xuống nó mắc vô cái lưới này là nguy hiểm luôn nha anh em. Nhầm con là chết luôn ha, đứt đầu ha. Em làm bẻ thủ công toàn bộ bằng tay ha anh em. Thì inox thì em làm bằng inox xịn nha. Anh em, toàn bộ inox xịn ha. Rồi em có nện dây nữa nha anh em. Rồi kỹ cho anh em coi ha. Có nặng dây nữa anh em. Thì cái lụp quất này thì làm toàn bộ thủ công ha, inox xịn bao cho anh em không xét ha. Anh em mà để mà nắng mưa cũng không xét ha anh em. Lưới thì lưới này thì em làm bằng lưới siêu bền nha anh em. Lưới siêu bền ha. Anh em coi nè. Thép và inox nè ha anh em. Cực kỳ ha. Để làm toàn bộ thủ công bẻ bằng tay nha anh em. Rồi cái lò xo ha. Rồi giới thiệu sơ cho anh em cái lò xo ha anh em. Thì cái lò xo này là thép, em bẻ bằng thép xịn nha anh em, thép mắc tiền ha, không bao giờ xét ha anh em. Thép này là thép không xét ha, bẻ bằng tay quấn điện lực nha anh em. Thẻ bằng tay quấn điện lực ha, em lựa thép là thép mắc tiền, em mua về thép mắc tiền để sau này như anh em xài có một thời gian lâu sau này anh em. Thì như mình xài một vài năm thì nó nhão nó yếu á, mình mua mấy cái thép thông thường mình quấn á thì nó yếu ha anh em. Còn cái thép này là em mua cái thép tốt ha, thép mắc tiền để em làm cho anh em để anh em xài một thời gian á. Là nó không có nó mạnh nha anh em, để em test thử cho anh em coi ha, cái độ mạnh của nó nè. Chơi bún nhẹ vậy thôi ha nè, cực kỳ ha nè, đã lắm nha nè. Cái thì hiện tại cái lụp quất này là em bán giá 750 bao ship anh em ha, 750 bao ship ha nè. Thì em cho anh em coi cầu tử nè, cái cầu tử này cầu tử bằng inox nha nè, em làm luôn bằng inox ha. Cái cầu tử cực kỳ nhạy ha nè, quay kỹ lên cho anh em coi nè. Cái cầu tử bằng inox ha nè, cầu tử này bước lên cái là chết liền nha anh em, bước lên đập cái bật một cái là chết liền ha. Rồi cái cầu tử này là cực kỳ luôn ha, inox sáng giới luôn, cũng không xét luôn nha anh em. Nó cử nhảy cực kỳ luôn ha, em vịn tay giống buông ra đập vậy nè, đập vô tay mà mềm hết lần em sợ lắm ha anh em. Rồi cái anh em coi nè ha, cái thứ nhất là mà em làm cái lò xo cho anh em là nó không có độ xài một thời gian nó không nhão. Thứ hai là khi mà con mồi của mình, con bổi của mình nó dính vô rồi nó sẽ mạnh, nếu nó mạnh là nó sẽ nông cái đường này lên được nha anh em, nó sẽ nảy lên được ha. Còn cái lò xo mình làm mạnh á là nó không đường nào mà nó nung lên được ha anh em ha, nó không đường nào nung lên được mà nó ra được ha anh em. Thì anh em cứ yên tâm với phần cái lò xo ha, cái lò xo thì bao cho anh em ha. Rồi cái này thì cái lụp này thì lụp quất thì bán giá 750 nha anh em, bao ship anh em ha, 750 bao ship ha. Cái cửa là cửa ngang nha anh em, cửa ngang ha. Anh em coi nóc dưới ha. Thì anh em cứ yên tâm đi, cái lụp này em bán nhiều lắm, số anh em xài mua nhiều lắm nha anh em. Lụp này thì ok lắm, anh em xài thời gian, thứ nhất là cái inox nó không xét, thứ hai là cái lò xo mình xài thì nó bền lắm nghe anh em, không có yếu ha. Rồi thì ngoài ra thì mấy cái lưới này thì mình như mình để ngoài nắng mưa, rồi cái áo lụp thì mình thay thôi ha. Em ngoài ra em có bán lưới nữa nha anh em, nè lưới đang lụp nè, lưới đang sẵn gì nè, em bán một miếng gì đây là mình đang đủ một cái nè, là em bán 60.000 nha anh em. Này mình thái ha, lưới thái nha anh em, đang sẵn ha, 60.000. Còn cái này lưới siêu bền thì 80.000 nha anh em. Siêu bền thì 80.000 nha. Siêu bền này giờ anh em up lên cái là xong luôn ha anh em. Siêu bền 80.000. Rồi ngoài ra em có bán như anh em nào mà ở nhà mình có thời gian đó, ngồi đang là muốn cho nó kỹ lưỡng hay gì đó thì anh em có bán ha. Cuộn chỉ này cũng 60.000 bằng chung giấy này ha. Anh em nào muốn cho nó nhanh gọn thì anh em có sẵn nè, anh em chơi luôn ha anh em. Rồi hai cái bằng nhau ha, 60 nha. Ngoài ra em có bán lá ngụy trang nữa nha anh em. Lá ngụy trang ha. Anh em coi lá bồ câu anh nè. Lá của anh tốt là tốt nha anh em, không bao giờ đứt ha. Một bó vậy là khoảng 10 lá em bán là 35.000 nha anh em, không đứt ha. Anh em xài yên tâm không đứt ha. Rồi lá dương sĩ nhật nè anh em. Ha, dương sĩ nhật này em bán bó vậy là 90.000 anh em, khoảng 90 lá ha. Này bền lắm nghe anh em, không có đứt ha. Đó giờ cầm tới cầm lui ấy là không bao giờ đứt ha anh em. Ngoài ra em có bán áo lụp nữa nha anh em. Áo lụp ha. Áo lụp em có bán áo lụp không dây nè anh em. Có ha, có đầy đủ ha.
Có lụp không dây thì làm bằng giấy thun thái xịn nha anh em, coi giản ha. Anh em coi nè, cái dây rút trên rút dưới đều đầy đủ ha, dây kéo nè. À, dây kéo xịn nè, kéo nhẹ nhàng này xài bền lắm nha anh em, dây kéo không hư ha, dây kéo xài không hư. Có dây rút đều đủ nha anh em. Thì ở trên nè ha. Cái áo lụp này thì em bán 60.000 nha anh em. Sáu dụng cái xài bền lắm nha anh em. Còn cái này cái áo lụp mà nó có hai cái qua dạ quải anh em. Nó dính liền luôn. Quải dính liền luôn thì em bán là giá là 80 nha anh em. Rút trên rút dưới đầy đủ ha, dây rút trên rút dưới ha anh em. Nè, dây rút nè. Trên dưới đầy đủ ha. Rồi này cái dây tim xịn luôn ha anh em. Dây tim xịn luôn ha. Rồi. Trên rút dưới đầy đủ ha. Cái này em bán 80 nha anh em. Có dây quải liền bán 80 ha. Có loại mà có quay quải có lê quải mình có thể tháo ra có móc nè. Tháo ra tháo vô nè. À, thích cầm thì cầm cái quải ha. Loại này em bán là 100 nha anh em. Móc inox xịn ha, sáng giới luôn nha anh em. Loại này em bán 100 ha. Loại này bán 100. Đó, anh em thấy đã không? Rồi cái này 100 nha anh em. Ngoài ra em bán nó có bán cái chuông bỏ vô lụp đó nha anh em. À, cái chuông nè. Khi nào mình đi bẫy mà mình đứng hơi xa đó, nó dính mình không biết đó, thì mình mua chuông này mình treo lên ha. Thì nó dính lên, nó treo lên ha anh em. Thì mình chạy lại ha, cái này thì 30.000 cái nha anh em. Rồi có móc treo lụp luôn, có đầy đủ luôn ha. Cái này thì nó dưới bằng đồng thau anh em, đồng thau ha. Thì xài bền lắm ha, dưới đây thì inox. Inox. Đây inox này nó có rãnh mình máng lên cây, nó không có gió thổi, nó không có chạy ha. Thì cái này xài bền lắm, cái này xài đâu hư nó ha anh em, đâu có gì đâu hư nó. Thì cái này thì em bán là 140 nha anh em, 140 ha. Ngoài ra em có bán áo xào đầy đủ ha, áo xào nè. Cho anh em coi nè, cái áo xào bằng giải kaki dày anh em, có hai có quay quải ha, có quay quải cái xào luôn ha. Thì cái này em bán 70 nha anh em. 70 ha. Và cái xào này xào xịn luôn nha anh em, xào carbon xịn luôn. Carbon xịn nè anh em coi nè. Đó. Có găng ra ha, rồi kéo. Có găng nè. Đặn vô. Cái xào này ba cái xào này bung ra được 3,5 m nha anh em. 3,5 m ha. 3 mét mấy nha anh em. Đó. Xào này bán giá 750 nha anh em, xào carbon ha. Nó chưa dài bằng cánh tay mình chứ nó không có dài quá nha anh em. Ngoài ra anh em nào mà có mua thức ăn ngũ cốc rồi cho cu chim rồi đó anh em có bán nha. Anh em coi ngũ cốc nè. Ngũ cốc là trong này là em chọn 12 loại ha anh em. 12 loại đặc biệt là không có trộn quá chất vô ha. Không chất bảo quản, không bụi bặm, không quá chất ha. Cái hàng về thì anh bán không gà bán nhiều lắm. Em về lô là em bán ít bữa là hết rồi nhập cái lô khác anh em. Ký vậy là em bán 60.000 ha anh em. Hạt chắc lỗi không có một cái ha. Trong này em chọn 12 loại ha. Nè, cái này là láng dài nè anh em, nhớ dài ký 65.000 nè. Anh em coi nè. Không chắc lội luôn, em trộn chung đó luôn ha anh em. Rồi sau này là cái màng ghi nè, màng ghi qua vàng nè anh em. Con nào mà yếu đường ruột ăn từ từ cũng hết luôn, hết bệnh luôn ha, không phải bụi ha. Hàng tinh sạch, hàng nhập ha anh em, hàng nhập, hàng diệt đủ hết trơn ha. Này kê nhỏ nè anh em. Anh em coi nè. Hạt chắc lội đẹp luôn ha anh em. Thì em có giá bán giá cho em anh em, kê vàng kê đỏ. Kê vàng kê đỏ, bo bo trắng, bo bo đàn láng tròn láng dài đủ ha, em chọn 12 loại trong này anh em. 1 ký vậy là bán 60.000 nha anh em. Và anh em nào muốn mua cái loại cây già cây nhỏ bo bo đồ em có giá đủ chân anh em. Vài chục ngàn trở lại ha. Rồi hẹn gặp lại anh em lần sau ha anh em. Anh em nào ấy thì cứ điện trực tiếp em ha, em có để số điện thoại em trên màn hình đó anh em.